Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị. Chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan đến 2 năm kỷ niệm ngày những người ủng hộ ông cựu Tổng thống Trump. Và có người lúc mà khai trước tòa đó là họ đã nghe theo lời ông thuyết phục để tìm cách tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Mục tiêu đó là cản trở tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử. Đồng thời, có những người thậm chí còn âm mưu đi tìm những người dân biểu của Đảng Dân Chủ hoặc những người thượng nghị sĩ vân vân nào mà ủng hộ cho cái việc mà chứng nhận kết quả bầu cử hoặc chống lại họ. Và điều đó mức án tù nó từ vài tháng cho tới cả chục năm tù luôn nữa. Dù đã 2 năm trôi qua, thế nhưng đến giờ phút này rất nhiều các bản tin vẫn cho rằng cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành và thậm chí FBI vẫn còn theo dõi, bởi vì 2 năm vẫn chưa đủ, có cả bao nhiêu ngàn người kéo về và họ muốn xem trong các hình ảnh hoặc là những lời khai nhân chứng đó, đồng phạm nào đã có người có thể trốn tránh được, tại vì hình ảnh nó không rõ ràng. Đó là lý do mà họ vẫn tiếp tục muốn tìm kiếm thêm các bằng chứng để truy tố thêm nhiều người nữa. Hồi nãy chúng tôi đã gửi đến quý vị con số là 1.230 người cho đến giờ phút này đã bị buộc những tội liên bang. Mặc dù xảy ra ở thủ đô Washington nhưng đây là tòa nhà của chính phủ liên bang thì họ vẫn bị truy tố như thường về cái tội liên bang. 1.230 người, tội nhẹ là xâm phạm trái phép là tội rất là nhẹ, tức là đi vào theo những người khác mà họ không có làm gì hết, họ không có ném, họ không có đập phá vân vân, họ chỉ vào mà hô hào thôi, thì những người này tội nhẹ nhất, khi có một tháng hoặc là thậm chí chỉ có một vài người là trắng tội thôi. Tội nặng nhất là hướng dẫn lãnh đạo, như là quý vị đã nghe, một trong những người lãnh đạo cái nhóm Proud Boys, mặc dầu y không có mặt bởi vì y bị cấm đến tòa nhà Quốc hội ngày hôm đó, nhưng mà từ xa các bằng chứng từ các thành viên của Proud Boys, Oath Keepers, những người trong các tổ chức gọi là kỳ thị đó mà ủng hộ cho ông Trump á, đều bị truy tố những cái tội rất nặng. 750 người bị kết án, 2/3 trong số này phải ngồi tù một thời gian dài. Và các mức án tù dao động, thậm chí có mức án vài ngày hoặc là làm công việc cộng đồng, đi quét rác, đi dọn dẹp vân vân, hoặc là hỗ trợ cho các nhà tù, thư viện, cho đến bản án dài nhất là 22 năm. Kẻ lãnh đạo nhóm Proud Boy là Enrique Tarrio đó, là chịu trách nhiệm trong cái vụ này. Thế nhưng vấn đề còn lại đó, thưa quý vị, là vẫn có người hiện nay vẫn chống án, họ nhất định không nhận tội và họ cũng không chịu thương lượng với phe công tố để giảm án. Phe công tố nói rằng cái án của anh nếu mà ra bồi thẩm đoàn vân vân giả chứng hoặc là thẩm phán đó là bị 3 năm tù, thí dụ như vậy. Bây giờ anh nói đồng ý tôi nhận những cái tội mà tấn công tòa nhà Quốc hội, anh chỉ bị 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm hay là 1 năm rưỡi. Những người này cả trăm người luôn á, không nhận. Cho nên, mặc dù đã 2 năm trôi qua, nhưng mà cái tiến trình xét xử vẫn tiếp diễn
cho năm nay và thậm chí sang năm tới nữa. Cho đến khi nếu như có một phán quyết của Tòa Tối cao Pháp viện, theo đó thì những người này kiện lên Tòa Tối cao Pháp viện, họ nói rằng cái quyền tự do biểu lộ tư tưởng, quyền tự do được biểu tình của họ đã bị vi phạm. Họ nói rằng họ không có làm gì sai trái cả. Nếu như Tòa Tối cao Pháp viện phán xét, thì sẽ dẫn đến việc là những người này chăng án. Chưa hết, thưa quý vị, một điểm nữa đó là cá nhân ông cựu Tổng thống Trump đã từng tuyên bố, từ khi ông tuyên bố tái tranh cử trở lại sau thất bại của năm 2020. Ông Trump tuyên bố nếu ông vào tòa Bạch Ốc, ông sẽ tha bổng, khoan hồng cho tất cả. Ông dùng chữ tất cả, nhưng mà khi được hỏi đến thì ông nói rằng lẽ đương nhiên tùy theo mỗi trường hợp mà ông tha. Nhưng mà theo dự trù đó, nếu ông vào tòa Bạch Ốc, đầu tiên khi mà vào đó, ông sẽ ra lệnh để mà ân xá cho một số rất đông, có thể lên tới 500-700 người. Nhưng mà khi được hỏi tới chi tiết nữa thì cá nhân ông Trump không có trả lời, cũng như là người đại diện của ủy ban tranh cử của ông cũng không có trả lời câu này. Cho nên cái vấn đề này còn kéo dài cho đến tháng 11 này, đến khi nào chúng ta biết được ai ngồi trong tòa Bạch Ốc trả lại. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì công ty Microsoft tuyên bố từ nay những cái laptop mà được một số những cái công ty chẳng hạn như là Dell hay Lenovo mà có hợp đồng với Microsoft đó, họ sẽ chính thức có một cái thay đổi lớn ngay trên cái bàn phím của cái laptop. Đó là cái bàn phím sẽ có thêm một cái key nữa. Như quý vị thấy cái hình này, cái dấu này nè, cái dấu này Microsoft họ gọi là Copilot Key, thưa quý vị. Khi mà nhấn vào cái nút này đó thì cái máy sẽ được kích hoạt con AI chatbot của Microsoft, và cái AI chatbot này đó thì có thể sử dụng ngay trên những cái program của Microsoft như là Word, Excel, PowerPoint, Outlook vân vân, để cho người dùng khi mà họ làm những cái research hay cái gì đó là có luôn cái con AI chatbot này. Thì quý vị cũng nhớ là cái design của cái bàn phím này đó đã không thay đổi trong suốt 20-30 năm qua, cho nên đây là một cái thay đổi lớn và sẽ nằm ở đây luôn. Thì cái thay đổi này đó, phía Microsoft cho biết là thứ nhất sẽ chỉ bắt đầu được cập nhật cho những cái máy nào mà có Windows 11, và còn những cái mẫu laptop nào đó sau này sẽ có hoàn toàn có cái nút mới này thì chưa được những cái công ty họ confirm. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì có công ty Dell đầu tiên họ confirm là cái mẫu laptop XPS là sản xuất bắt đầu từ tháng tới đó là họ sẽ có liền cái nút này. Và với cái chuyện mà AI bắt đầu ngày càng thâm nhập vào nhiều đó, thì các chuyên gia trong ngành công nghệ này họ cũng nói thêm là trong khoảng thời gian qua bắt đầu có một số chính quyền địa phương rồi các trường học đó đã được những cái công ty này liên lạc cho biết là họ muốn phát triển thử nghiệm một số những cái công nghệ về AI, đó là họ lắp đặt những cái camera ở ngoài các trường học đó mà có gắn AI để giống như theo dõi được những cái người mà trước khi vào trường. Cái con AI này nó sẽ giống như là bắt được cái nhịp tim và cái mạch của cái người đó. Chẳng hạn như cái vụ xả súng ngày hôm qua thì chẳng hạn nếu như mà tay súng đó trước khi thực hiện những cái chuyện này thì cái nhịp tim đập mạnh chẳng hạn, thưa quý vị, thì cái chương trình này nó sẽ alert vào trong cái hệ thống system của nhà trường. Tuy nhiên cái chuyện này mới chỉ là những cái bước rất đầu tiên thôi, cho nên là chưa biết liệu các trường học hay là chính phủ hay là các chính quyền địa phương họ có xúc tiến cho cái chuyện này không. Trong tương lai đó, Thảo Yên và thưa quý khán giả, Thảo Yên mở cái laptop của mình lên thì cái câu nó hiện ra cái hàng chữ: ủa hôm nay Thảo Yên buồn quá vậy. Thực sự là như thế. AI mà họ có thể cảm nhận được cái khuôn mặt của mình và cái cảm xúc của mình khi mở cái máy này lên. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo, quý vị.